vẫn sẽ làm clip về tập luyện thể hình nhé. Hôm nay nhóm người chính của mình sẽ làm là nhóm cơ vai, nhóm mình sẽ tập vai bài phụ là về nhóm cơ tay. Các bạn xem giao lưu và ủng hộ mình nhé. Thank you.
hôm nay các bạn. Bây giờ mình sẽ ghé Bánh Quá Xanh một chút để mua một ít bánh mì sandwich để chuẩn bị cho các bạn như là ăn sáng.